Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn với doanh nghiệp và người lao động trong thành phố Châu Đốc. Bởi đây là năm thứ hai liên tiếp đại dịch COVID-19 hoành hành. Vì vậy, công tác chăm lo Tết cho người lao động đã được thành phố, các cấp ngành, đơn vị, tổ chức công đoàn thành phố Châu Đốc quan tâm triển khai thực hiện với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Chăm lo cho người lao động không chỉ vào những ngày Tết Nguyên Đán, song đây là một dịp đặc biệt để các doanh nghiệp thể hiện sự tri ân đối với người lao động sau một năm họ gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 như hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, song không vì thế mà họ quên đi trách nhiệm chăm lo Tết cho người lao động. Với mong muốn mang đến một cái Tết cổ truyền ấm cúng, vui tươi, các doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành trong thành phố Châu Đốc đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động chăm lo Tết cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật. Các nguyên lãnh đạo công đoàn thành phố qua các nhiệm kỳ, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, bằng nguồn ngân sách địa phương và kinh phí vận động đóng góp của các nhà hảo tâm, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động với tinh thần mọi người đều có Tết. Theo đó, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Với chủ đề Tết sum vầy xuân bình an, tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, tổ chức các đoàn thăm hỏi chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 300.000 đồng một người. Hỗ trợ theo quyết định số 1911 trên QĐ-TLD ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên, người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc đã hỗ trợ 107 phần quà người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, tặng quà cho 95 đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng một người. Trao 14 suất quà thăm hỏi cho đoàn viên, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Thăm hỏi chúc Tết 30 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và không có tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố, mỗi doanh nghiệp một phần quà là 1 triệu đồng trên một doanh nghiệp. Thăm các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố qua các nhiệm kỳ, tổng số tiền là trên 140 triệu đồng. Trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Giang Thuận mất do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 5 triệu đồng và 18 đoàn viên bệnh COVID-19, tổng số tiền là 30 triệu đồng. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố phát tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có đóng bảo hiểm xã hội, mức hỗ trợ 300.000 đồng một người. Ban chấp hành công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm xác định, xét chọn các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nguồn từ tài chính công đoàn cơ sở dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Các cấp công đoàn trong thành phố Châu Đốc đã hỗ trợ phát tặng quà Tết cho gần 4.474 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Tết Nhâm Dần năm nay thì Liên đoàn Lao động thực hiện cái chương trình Tết sum vầy xuân đoàn viên. Mọi đoàn viên đều có Tết và mọi đoàn viên đều có quà. Phần quà là lớn hơn các năm trước. Do đó cho nên đoàn viên cảm thấy rất là ấm lòng trong cái mùa Tết và đoàn viên rất là phấn khởi khi nhận được cái phần quà Tết của công đoàn. Trên tinh thần tiết kiệm, đặc biệt là đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo đoàn viên người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, không ai không có Tết. Đoàn thành phố cũng đã là vận động các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động, trực tiếp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, nghĩa tình cho đoàn viên và người lao động. Là công đoàn cơ sở tập trung chăm lo cho đoàn viên người lao động tại doanh nghiệp, tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Và cái chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương thưởng các phúc lợi khác trong dịp Tết để sớm công khai cho người lao động biết và giám sát thực hiện. Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch COVID-19 thì Liên đoàn Lao động sẽ tham gia với các ngành chức năng
nắm tình hình để kiểm tra giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, kịp thời phát hiện và có các giải pháp tháo gỡ đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID. Những hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động đã đem lại sự ấm áp nghĩa tình, tạo sự an tâm công tác, giúp người lao động tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, thúc đẩy phát triển đoàn viên, tạo động lực khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xuân về với khắp mọi nhà, mọi người, mang đến một mùa xuân ấm áp, bình an, đảm bảo đoàn viên, người